Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình 10 triệu đồng cho chiếc Vivo V17 Pro Đây có thực sự là một màn ngáo giá đến từ nhà Vivo Việt Nam hay không Khi nếu mà tính về mặt thương hiệu cũng như là về những thứ mà cái sản phẩm này có được thì nó có phần gì đó nó thua thiệt hơn so với là những sản phẩm đến từ nhà Samsung về mặt thương hiệu, đến từ nhà Oppo về mặt thương hiệu hay là về thông số cấu hình thì nó có phần gì đó nó vẫn không thể bằng được những sản phẩm đến từ nhà Xiaomi hay là bên nhà Huawei với vi xử lý rất là mạnh là Snapdragon 855 hay là Snapdragon 730G hay là Kirin 980. Vậy thì lý do gì để chúng ta có thể lựa chọn chiếc Vivo V7 Pro này? Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết cho bạn về chiếc Vivo V7 Pro. Anh em nào quan tâm tới chiếc Vivo V7 Pro thì có thể ghé qua hệ thống là thị di động hiện tại hệ thống di động thì di động đang cho đặt trước chiếc vivo v pro này với rất là nhiều ưu đãi dành cho các bạn. Trước tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của chiếc Vivo V17 Pro Cái điểm này thì có lẽ là mình sẽ để các bạn phán xét về cái độ đẹp hay là độ xấu của cái thiết kế trên cái sản phẩm này Bởi vì mỗi người của chúng ta sẽ có một cái nhìn về một cái mắt thẩm mỹ khác nhau Với cá nhân mình thì sản phẩm này có một cái ngoại hình có thể gọi là ổn trong cái phân khúc giá khoảng là 10 triệu đồng Chúng ta sẽ có một cái màn hình trước full view và cái viền màn hình của nó thì cũng rất là mỏng các bạn ạ Viền trên, viền dưới, viền hai bên của nó thì cực kỳ là mỏng Và đặc biệt đó chính là Vivo V17 Pro thì nó sẽ sử dụng cái cụm camera pop up cho nên là các bạn thấy là cái sản phẩm này thì không có bất kỳ một cái điểm khuyết nào. Đây là một thứ mà mình đánh giá rất là cao với nhà vivo bởi vì nếu không có khuyết thì cái trải nghiệm khi mà chúng ta nhìn thì nó sẽ tốt hơn việc mà chúng ta sử dụng những cái màn hình tay thỏ, màn hình nốt ruồi hay là màn hình giọt nước. Về mặt sau của cái sản phẩm này thì đây, các bạn thấy là nó sẽ được làm bằng kính này và phiên bản mình có ngày hôm nay thì nó sẽ là phiên bản màu trắng. Tuy nhiên thì cái phần khung viền trên chiếc vivo v17 thì nó chỉ là cái khung viền bằng nhựa mà thôi. Còn cái à, phần khung, á, cái phần phần khung ở bên trong á, thì nó sẽ được làm bằng kim loại nơi mà chúng ta đặt tất cả những cái linh kiện và cái việc mà nó sử dụng cái khung viền nhựa và cái mức độ mà gia công của cái khung viền nhựa này với cái phần mặt lưng kính ở phía sau á thì với cá nhân mình đánh giá là trong cái phân khúc giá cận cao cấp như thế này thì mình đánh giá nó ở mức là trung bình thôi. Tại bởi vì khi mà các bạn vuốt từ cái phần cạnh vào như thế này này đấy, hay là vuốt sang cái phần mặt trước như thế này thì nó vẫn có những cái điểm gờ gợn gợn nhẹ và nó không thể bằng được cái mức độ gia công của những thản, sản phẩm khác đến từ nhà Samsung, Xiaomi hay là là Huawei hay thậm chí là bên nhà Oppo thì cái chiếc Vivo v Pro này cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm này với cá nhân mình là nó chưa thực sự ngon cho lắm một cái điểm nữa đó chính là về cái cụm camera pop up thì ok nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tổng thể cái mặt trước nhìn nó rất là đẹp nhưng mà vì cái tiết diện của cái cụm camera này tương đối là lớn cho nên là các bạn thấy là chỉ có một thời gian ngắn thôi khoảng tầm là một tuần mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình rất sự ít sử dụng cái cụm camera pop up này nha nhưng mà nó đã bám khá là nhiều bụi bẩn rồi à, cho nên là mình khuyên những bạn nào mà thường xuyên selfie cũng như là thường xuyên sử dụng cái sản phẩm này để có thể livestream thì các bạn nên vệ sinh trước cái cụm camera pop up này nha còn về cảm giác cầm nắm thì vì nó cái mức độ gia công của nó chỉ ở mức là trung bình thôi cho nên là khi mà chúng ta cầm mà nó không sử dụng ốp á, thì khi mà chúng ta cầm vào trong tay như thế này thì nó có một chút gì đó nó hơi gần gợn nhẹ một chút xíu ở cái phần má tay của mình các bạn ạ. Cái phần lòng bàn tay của mình khi mà chúng ta cầm vào thì nó sẽ hơi gợn gợn một chút xíu. Nói về cái chất lượng màn hình trên chiếc Vivo V7 Pro thì mọi thông số thì các bạn đã thấy là nó đang hiển thị trên màn hình còn về chất lượng hiển thị trên cái sản phẩm này thì có những cái điểm mà mình thích thứ sau thứ nhất là nó sử dụng tấm nền amoled cho nên là màu sắc hiển thị trên cái sản phẩm này thì nó tương đối là rực rỡ chính vì vậy mà nó rất là phù hợp với những bạn nào mà yêu thích giải trí xem phim hay là chúng ta chơi game trên cái sản phẩm này mình đang nói về cái mặt nhìn nhá về phần chơi game thì mặt nhìn là sản phẩm này tương đối là ok góc nhìn rộng độ sáng màn hình thì với cá nhân mình nó chỉ ở mức là khá thôi còn về cái cảm biến vân tay trên chiếc vivo v 17 pro thì mình không có gì phải chê được các bạn ạ mọi thứ thì đều rất là nhạy dù là các bạn đang để cái chế độ màn hình tắt như thế này thì cái tốc độ mở khóa vân tay trên cái sản phẩm này là nó rất là xuất sắc và nếu mà so sánh với những sản phẩm khác trong cùng tầm giá như thế này ví dụ như là những sản phẩm đến từ nhà samsung thì cả biến vân tay trên chiếc vivo v 17 pro này thì nó nhạy hơn khá là nhiều so với là những sản phẩm đến từ nhà samsung rồi chúng ta sẽ cùng chuyển qua về mặt hiệu năng đây chính là một trong những cái điểm mà các bạn chửi bới nhiều nhất trên chiếc vivo v 17 pro bởi vì trong cái phân khúc giá cận cao cấp mà cái sản phẩm này chỉ sử dụng bộ vi xử lý là snapdragon 675 mà thôi nếu mà các bạn nào mà yêu thích về mặt hiệu năng về mặt thông số á, thì ở cái phân khúc giá thấp hơn ví dụ như là Realme 5 Pro chỉ còn tầm là 6 triệu chúng ta đã có là Snapdragon 712 này hay là chiếc Oppo K3 chúng ta đã có 710 hay là một số sản phẩm khác có mức giá thấp hơn mà chúng ta đã có là vi xử lý là Snapdragon 730G rồi mà cái sản phẩm này thì nó lại chỉ sử dụng vi xử lý đầu 6 thì đúng là nó sẽ hơi đáng trách một chút xíu và với những tác vụ cơ bản hàng ngày thì vi xử lý Snapdragon 675 á, thì nó vẫn đáp ứng rất là tốt nhu cầu của bạn còn về khả năng chơi game thì nó vẫn chơi rất là ok những tựa game quen thuộc của chúng ta như là Linko Mobile, Free Fire hay là PUBG Mobile Tuy nhiên những bạn nào mà muốn chơi game đỉnh cao trong cái tầm giá này và chơi game cực kỳ là mượt trong cái tầm giá cận cao cấp Thì mình khuyên các bạn là có thể có những cái lựa chọn khác tốt hơn ví dụ như là Xiaomi uh, Mi 9T Pro hay là chúng ta có thể lựa chọn chiếc Huawei Nova 5T với vi xử lý là Kirin 980 thì hiệu năng nó sẽ ăn đứt chiếc Vivo V17 Pro của chúng ta còn về cái phần thời lượng pin trên cái sản phẩm này thì với viên pin là 4100 mAh thì mình hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái chiếc Vivo V17 Pro trong khoảng tầm là một ngày rất là thoải mái nhé bạn mình sử dụng rất là nhiều mình sử dụng 4G online gần như là 24 trên 24 luôn 4G là mình bật 24 trên 24 luôn và nó vẫn hoàn toàn nó có thể trụ được từ 8 giờ sáng cho đến khoảng tầm là 7 giờ tối thì nó vẫn còn khoảng tầm là 5% pin. Mọi thứ trên cái sản phẩm này về cái thời lượng pin thì mình không có điểm gì có thể là chê trách được. Và cái adapter sạc đi kèm thì sẽ là adapter sạc hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất sạc tối đa sẽ là 18W. Và điểm cuối cùng chúng ta cùng nói đó chính là về cái cụm camera sản phẩm này thì được quảng cáo là nó sẽ tới có tới 6 camera và nếu mà tính về cái số lượng camera thì thực sự là Vivo V17 Pro vô địch trong mọi tầm giá luôn bởi vì ở thời điểm tại đây là chiếc điện thoại chính hãng duy nhất mà chúng ta sẽ có tới 6 camera bao gồm là 4 camera sau và chúng ta sẽ có thêm hai camera trước và cái cụm camera sau về thông số camera thì nó cũng tương tự như của là những chiếc điện thoại tầm trung hay là cận cao cấp nửa cuối năm 2019 chúng ta vẫn có camera chính độ phân giải 48 chấm một cái camera gốc rộng là 8 chấm và chúng ta sẽ có hai cái camera phụ với độ phân giải chung là 20 pixel nói qua về cái phần thuật toán chụp ảnh trên chiếc Vivo V17 Pro thì các bạn thấy là chúng ta cũng được trang bị khá là nhiều tính năng ví dụ là tính năng chụp đêm này với tính năng chụp đêm trên chiếc Vivo V17 Pro thì chúng ta sẽ có cả camera trước lẫn camera sau chứ không chỉ riêng chỉ là camera sau như bạn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một số những tính năng khác ví dụ như là selfie, uh, độc đáo AR hay là toàn cảnh hay là tua nhanh vân vân và vân vân hay là chúng ta có cái chế độ Pro vân vân và vân vân. Tuy nhiên về cái chất lượng hình ảnh trên cái chiếc Vivo V17 Pro, nếu mà các bạn muốn mình nói thẳng thắn nha thì chắc chắn là mình không thấy nó quá là xuất sắc trong cái phân khúc giá khoảng 10 triệu đồng các bạn ạ Bởi vì mình đã chụp thử với chiếc Nova 5T rồi Hôm sau thì mình sẽ có một cái video so sánh chi tiết các bạn Giữa chiếc Vivo V7 Pro và chiếc Nova 5T Thì thực sự là cái camera trên cái sản phẩm này nó chỉ ở mức là tương đối mà thôi Về chất lượng hình ảnh khi mà chúng ta chụp 48, 80 cái pixel Hay là chúng ta à, chụp đêm thì nó cái thật toán của nó chưa thực sự ngon cho lắm và những bức ảnh mà chụp ra cái dòng này thì với cá nhân mình thì mình thấy là cái độ nét của nó khi mà đủ sáng hay là khi là thiếu sáng thì nó vẫn chưa ổn cho lắm và đặc biệt là giải nhảy sáng của nó thì cũng chưa là ngon nói chung là nó chỉ ở mức là các bạn chụp và các bạn đăng facebook thôi còn nếu mà để so sánh với những sản phẩm khác trong cùng tầm giá khoảng tầm là 10 triệu đồng thì chiếc vivo v pro chỉ ở mức là trung bình khá về cái chất lượng camera mà thôi Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video đánh giá cho các bạn về chiếc Vivo V7 Pro sau khoảng tầm 1 tuần mình sử dụng cái sản phẩm này. Nhìn chung thì Vivo V7 Pro nổi bật với chúng ta sẽ có rất là nhiều camera lên tới là 6 camera. Viên pin của nó thì cũng tương đối là ok và đặc biệt đó chính là cái màn hình của nó thì phù hợp với những bạn nào mà yêu thích giải trí hay là về cái cụm camera selfie. Cụm camera selfie pop up này thì chúng ta sẽ có tới hai camera với camera chính độ phân giải là 32 chấm này, chúng ta sẽ có thêm một cái camera selfie góc rộng là 8 mp và các bạn đặc biệt đó chính là những cái tính năng mà trong cái cụm camera selfie ấy, thì nó tương đối là uh, nhiều và các bạn có thể là sử dụng cái sản phẩm này để có thể selfie cũng như là livestream bán hàng thì cũng rất là tuyệt vời còn các bạn các bạn suy nghĩ gì về chiếc vivo v pro và các bạn muốn bỏ mình so sánh chiếc vivo v pro này với những sản phẩm nào thì đừng quên để lại ý kiến trong phần bình luận của video ngày hôm nay còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nếu cảm thấy video hữu ích các bạn đừng quên để lại like share cũng như là subscribe được một kênh youtube của mình còn bây giờ bye bye